tại phiên tòa xử tội Eren, anh ta đã xúc phạm các thương nhân bằng cách gọi họ là lũ heo, ngu như heo, và nói với cảnh vệ đoàn rằng họ cóc có đủ thẩm quyền để xử lý Eren. Sau khi Eren tuôn ra một số điều ngu ngốc thì ảnh bay tới xúc cho rớt răng, đánh đấm không thương tiếc. Levi cũng có ý thức mạnh mẽ về đạo đức và sự đồng cảm, mặc dù anh hiếm khi thể hiện điều đó. Một trong những đặc điểm rõ ràng nhất của anh ta là giá trị to lớn mà anh đặt vào việc bảo tồn cuộc sống của loài người. Lúc được tiết lộ rằng tất cả các Titan có thể từng chính là con người, khiến cho Levi bối rối rất là nhiều vì cái ý nghĩ rằng anh đã giết khá là nhiều người cứ lởn va lởn vởn quanh đầu. Mặc dù anh ta không có ác ý với Eren, nhưng anh ta sẵn sàng đấm đá túi bụi để cứu mạng Eren tại tòa án. Cuối cùng vẫn quay lại hỏi Eren rằng anh ta có phẫn nộ vì bị đấm không. Bản thân Levi nói rằng anh ta ghét những thương vong không cần thiết, và anh ta nói với cấp dưới của mình hãy sử dụng oxy-set của họ để có thể tránh những sai lầm ngớ ngẩn, thậm chí phải trả giá bằng chính sinh mạng của họ. Thánh Levi, chiến binh mét 6 mạnh nhất loài người, thường chính thức được gọi là đội trưởng Levi, đội trưởng của đội SWAT đặc biệt của quân đoàn trinh sát. Sở thích tra tấn người khác, thích đấm thằng nào thì đấm, thậm chí đấm Eren khi đã có đến 3 Titan Shifter trong người rồi vẫn bị Levi đánh như con. Có nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao Bay lại nói là Levi khác hẳn mọi kênh khác, trong khi anime lại là Levi hoặc manga là Revi. Rất đơn giản, hồi xưa Bay có một bé khách hàng mang tên là Bùi Levi, rất yêu thích bộ truyện này. Và kết quả như thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Cái tên Bùi Levi của cộng đồng Fla chúng ta ra đời, hai hồ mà ăn phốt. Trang phục thường thấy nhất là bộ đồng phục quân đoàn chính xác. Bên trong là một cái áo sơ mi màu xám nhạt, quanh cổ luôn là một cái cà vạt trắng lớn, trông như là cái khăn lau mồm đặc trưng của anh ta. Khi bắt đầu cuộc thám hiểm 57 bên ngoài bức tường, anh ta cũng mặc áo choàng trùm đầu màu xanh lá cây. Một lần khi buộc rời khỏi nhiệm vụ vì chấn thương, Levi được nhìn thấy trong bộ đồ đen, áo sơ mi trắng trơn, cà vạt lau mồm cùng giày công an. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu cuộc đảo chính, anh ta đã vứt bỏ cái khăn lau mồm đặc trưng. Anh ta chỉ đơn giản là đeo dây thiết bị cơ động ODM trên bộ quần áo bình thường. Sau cuộc gặp gỡ gần đây nhất với Jigger, Levi giờ đã có nhiều vết sẹo trên mặt, cũng như mất tiêu cả ngón trỏ và ngón giữa bên bàn tay phải. Levi có mái tóc đen ngắn, ở dưới là kiểu cạo undercut ngầu loi, kiểu điển trai hiện đại. Ở trên lại là kiểu hoài của cải lương anh hai đang trường. Thôi thì cũng may mà undercut, chứ ảnh mà undercut thì bay lại không dám tưởng tượng nữa. Đôi mắt hẹp màu xám xỉn, trông rất đáng sợ với quần thâm dưới mắt. Ảnh thường cau mày hoặc vô cảm cộng với cái thái độ cực kỳ bình tĩnh, khiến người ta khó đoán được ảnh đang nghĩ cái gì trong đầu. Levi khá là lùn so với tất cả mọi người, và cũng nổi tiếng với số mét đo mét 6 của mình. Mà không sao, mấy thằng cao chết gần hết rồi. Với lại cơ bắp của ảnh rất mạnh nhờ việc sử dụng bộ cơ động ODM thường xuyên. Mà quan trọng nhất là ảnh kích hoạt được nội tại Her Ackerman trong người. Vì công việc nguy hiểm và giá trị cá nhân của bản thân, anh ta quan tâm rất nhiều đến phúc lợi của các cấp dưới. Anh đã liều mạng chống lại Titan hình nữ để cướp lấy Eren từ miệng cô, và cũng để bảo vệ Mikasa. Khi họ vào lại cổng, cha của Petra đến gần anh, vui vẻ nói về con gái ông ta, mà không biết rằng con gái của mình đã chết. Levi vẫn giữ im lặng, anh ta quá đau đớn để trả lời. Anh ta cũng bị ảnh hưởng tâm lý rõ rệt khi mất toàn bộ đội đặc nhiệm ban đầu dưới tay của Titan hình nữ. Nói rằng anh ta mang theo ý chí của đồng đội đã ngã xuống, và mối hận thù của họ đối với Titan càng củng cố quyết tâm tiếp tục chiến đấu của anh ta. Mặc dù được nhiều người ngưỡng mộ và không ngại ra lệnh khi cần thiết, nhưng Levi không xem mình là một người lãnh đạo giống như Erwin. Ảnh ít khi xài quyền lực mà mình có, cũng chẳng quan tâm đến các cấp bậc quân đội lắm, đa số tự cho cấp dưới của mình quyền tự quyết định nhiều nhất có thể. Mặc dù Levi nhận thức được rằng kỹ năng chiến đấu của anh ta ở một cái trình khác so với hầu hết những người khác, nhưng anh ta không hề kiêu ngạo về điều đó, vì anh ta có thừa kinh nghiệm để hiểu rằng không có kẻ nào là bất khả xâm phạm. Levi là con trai của Kucha Ackerman, một cô gái điểm công tác ở đường Trần Duy Hưng của thế giới ngầm, và được một trong các khách hàng làm cho mang thai. Levi mãi mãi không thể biết được ai là cha của mình. Một ngày nọ, Kenny Ackerman, anh trai của Kucha, đến thành phố để gặp cô ấy, và để thấy rằng cô đã chết. Ở đó anh thấy một Levi còng nhom đói khát, khoác mỗi cái áo rách nát của mẹ mình, đôi mắt vẫn rất là đáng sợ. Tuy nó ánh lên vẻ bất cần đời, lòng trắc ẩn hiếm hoi chợt ập đến. Kenny quyết định chăm sóc Levi xương xương để sau này nó có thể tự lo cho mình. Ảnh dạy Levi tốt nhất có thể, như là cách cầm dao nấu nướng, cách ăn đói nhã nhặn khiêm nhường, cách giao lưu đối đãi với bà con lối xóm thân thiện, cách đi đứng ăn uống nhẹ nhàng, rồi sẵn tiện còn đi cả dao nữa. Thời gian trôi qua và cuối cùng Kenny đã dạy cho Levi mọi thứ anh biết. Ông ta đã quyết định bỏ lại, hài lòng vì đã dạy cho ảnh thanh thạo những kỹ năng mềm để sống trang hòa với sóng giềng. Sau đó Levi trở thành một tên côn đồ khét tiếng dưới lòng đất, nhưng cuối cùng lại rời khỏi nơi này để gia nhập quân đoàn chính xác.
Vì ảnh hưởng của những sự kiện thời thơ ấu, Lệ Vi được mô tả như một con quái vật siêu sạch bởi những người quen biết ảnh. Vì ảnh thích môi trường xung quanh và bản thân thiệt là sạch sẽ, trắng không tì vết, sạch nhưng không hề bóng các bạn nha. Ảnh rất ác cảm với việc bản thân hoặc thiết bị của mình bị bắn, thậm chí là lau sạch lưỡi kiếm đầy máu ngay giữa chiến trường. Lệ Vi cũng là một con người không dễ tiếp cận lắm. Ảnh hiếm khi có cái cảm xúc nào xuất hiện trên cơ mặt. Ngoài cái vẻ mặt gầm gầm tạo ấn tượng lạnh lùng với người khác, cách nói chuyện của ảnh có xu hướng thẳng thắn, thậm chí mang tính xúc phạm. Và những bình luận của ảnh thường thô lỗ hoặc là không phù hợp. Ngay cả cái khiếu hài hước của ảnh cũng thiên về sự cục xúc, thô tục, xúc phạm và đen tối. Cả tính cách này làm cho anh ta trở nên đáng sợ với phần lớn người biết ảnh. Trong cuộc đời tội phạm, trước khi vào quân đội, khi anh sống ở thành phố ngầm, Lệ Vi đã từ chối nhận lệnh từ bất kỳ ai. Tuy nhiên sau khi gia nhập quân đoàn chính xác, anh ta rất tôn trọng chỉ huy Erwin Smith. Nói gì thì anh nghe cái đó luôn, tin như tin đảng. Vì anh ta tin tưởng vào tầm nhìn của Erwin cho quân đoàn, hoặc cũng có thể bởi vì ảnh hưởng của dòng máu Ackerman.